Vâng, em xin chào các anh chị ạ. Bây giờ em hướng dẫn cách sử dụng của con máy này ạ. Đầu tiên thì mình lấy máy về thì tất nhiên mình cần phải đổ nước ạ. Vâng, đổ nước ở chỗ đây. Đây nó tổng cộng có 3 lỗ. Lỗ đầu tiên đây là lỗ đổ nước. Lỗ thứ hai đây là nước đổ cái lỗ này vào xong đầy trong cái bình nước này, nó đầy là sẽ nó tự tràn nước từ đây ra. Và lỗ thứ ba là lỗ thoát nước. Lỗ thoát nước này 1 tháng thay một lần nước, bất kể dùng hay không dùng đều phải thay nước. 1 tháng thay một lần, thay ở chỗ, tháo cái chỗ này ra xong nước nó sẽ tuề hết ra xong rồi nắp lại xong rồi đổ nước vào, đổ nước vào đến khi cái lỗ này nó tràn đầy ra thì là ok. Và đổ nước xong bắt đầu lắp tay cầm. Cách lắp tay cầm cũng rất dễ. Đầu tiên anh chị lấy máy về lắp tay cầm, chỉ cần đây anh chị xem ở có chữ H và chữ R ở trên máy này, bên em cũng dán chữ H và chữ R rồi ạ. Anh chị lấy về, anh chị chỉ cần đối chiếu với những cái chữ trên tay cầm xong em lắp trực tiếp vào được. Vâng, lắp mà đến khi anh chị nghe hai cái tiếng tách ở dưới đây, tách một cái ở trên đây, tách cái mặt bằng này là ok, hai tay đã lắp thành công. Vâng, hai tay lắp thành công xong mình lắp nguồn điện. Nguồn điện lắp vào đây ạ. Nguồn điện lắp vào đây, mình lắp nguồn điện xong bật công tắc lên. Vâng, anh chị đợi em tí, em cắm cái ổ cắm ạ. Vâng, ok, nguồn điện đã lên ạ. Nguồn điện đã lên xong mình ở đây bật máy. Đầu tiên mình lắp máy về, cái nút này là nút khẩn cấp. Khi mà mình gặp trường hợp khẩn cấp mình đập vào phát là nó tắt cả nguồn điện cho mình luôn. Bây giờ mình mở máy ra, đầu tiên mình nhận máy về mình mở máy ra mình phải mở cái nguồn khẩn cấp ra. Mình vặn nửa vòng. Ok. Và đây là cái chìa khóa, đây là cái chìa khóa của nó ạ. Khi mà mình bật máy thì mình cắm chìa khóa vào mình vặn. Đèn sáng. Ok, đã lên màn hình giao diện của nó. Bây giờ em vào màn hình giao diện, em hướng dẫn cho anh chị ạ. Mình ấn cái nút này vào màn hình giao diện. Vâng, bắt đầu đã vào màn hình giao diện. Bên em đây nó có hai cần chuột lông ạ. Vâng, đây hai cần của nó. Hai cần của nó, hai cái màn hình giao diện khác nhau ạ. Đầu tiên mình vào màn giao diện này. Đây mình có thể xem được về bên những cái làm bên trẻ hóa chị mụn này nọ. Đây là khách đặt hai cái tay cầm đều trượt lông cá, thì anh chị có thể vào cái màn để làm trượt lông là ok. Vâng, bây giờ em hướng dẫn anh chị về bên những cái chi tiết của cái màn này ạ. Đầu tiên đây là về cái số sum. Số sum khi mà mình bật máy này mình vào bắn bao nhiêu, cái số sum này mình có thể reset được. Mình bắn xong một phát mình có thể ấn vào đây để reset về không. Và cái đây, cái dòng bên cạnh đây là về cái năng lượng của nó. Năng lượng của nó mình có thể điều chỉnh cao nhất là 50, ấn cái nút này để điều chỉnh ạ. Cao nhất 50. Khi mà mình làm mình chỉ cần để bắt đầu từ 8 trở lên. Bắt đầu 8 trở lên xong mình dần dần bắn vừa hỏi khách coi là cái năng lượng này có thể chịu được không. Nếu mà khách chịu được cái năng lượng này hoặc là khách bảo không không chịu được. Đấy, nếu mà khách chịu được, anh chị có thể tăng năng lượng cao lên. Tăng năng lượng cao đến khi một mức năng lượng mà khách không thể chịu được thì anh chị giảm xuống một hai năng lượng. Để khách chịu được một cái năng lượng cao nhất bắn thì lúc đấy là sẽ hiệu quả nhất. Đây là năng lượng, cái năng lượng này tùy theo những cái khách cảm của những khách ạ. Da càng trắng thì năng lượng càng cao, mà da càng đen thì năng lượng nó sẽ càng thấp đi, tại vì nó bắt cái da sắc màu đen nó hấp thụ cái ánh sáng của nó mạnh hơn ạ. Và cái thứ hai đây là về bên cái ánh sáng giữ trên làn da bao nhiêu lâu. Ví dụ anh chị mà trượt những cái loại lông tơ hoặc là những cái da lông của khách da trắng thì anh chị cái năng lượng này có thể điều cao lên tầm khoảng 6 đến 8. Nếu mà anh chị mà gặp những cái trường hợp mà da nó lông lông đen nhiều và da nó đậm màu thì anh chị cái năng lượng này có thể điều chỉnh xuống thấp một tí. Tại vì nếu mà cái ánh sáng rủ rinh làn da quá nhiều thì sẽ gây cái độ nóng làm tổn thương cho khách rất nhiều ạ. Cái này anh chị phải xem coi trường hợp của da khách là da lông tơ hoặc là cái da trắng hoặc là da màu đậm màu, cái này anh chị tùy theo chỉnh ạ. Và cái thứ hai đây là về bên cái ý nghĩa của nó là anh chị ấn một lúc tay cầm nó sẽ ra liên tục mấy số xung cho anh chị, 1 2 3 4 5 6, nhiều nhất là trong lúc anh chị ấn một lần tay cầm này nó sẽ ra liên tục sáu cái phát xung cho anh chị luôn. Thường thường cái số xung này anh chị điều chỉnh như thế nào? Thường thường cái số xung này mình điều chỉnh bằng cách xem một thành phần là xem mình chỗ mình bằng cái diện tích rộng, hai là xem cái tay nghề của mình. Ví dụ những anh chị muốn dạy nghề cho học sinh
Nên mức này thì em đề nghị anh chị đến 1-2, nó bán chậm chậm, nó bán một phát một chậm để nó cho nhân viên nó dần dần cảm ứng, dần dần nhân viên nó dần dần dẻo tay, kiểu đấy mình có thể điều cao lên. Nếu mà mình đã dẻo tay rồi và hoặc là một cái diện tích to thì lúc đấy mình có thể điều chỉnh nhanh lên, lướt đi lướt lại vậy được. Nếu mà nhân viên học sinh họ vừa học thì em đề nghị anh chị đến 1-2 đi từ từ để nhân viên hoặc học sinh nó luyện dẻo tay, xong về sau lúc đấy dẻo tay xong anh chị có thể nâng cái phát xung này lên ạ. Và cái dòng thứ tư này ý nghĩa của nó là khoảng cách của mỗi cái thời gian khoảng cách của mỗi một xung. Ví dụ em đây điều chỉnh là ra bốn phát xung liên tục, đây em điều chỉnh ra bốn phát xung liên tục thì cái thời gian này là thời gian khoảng cách của những cái xung nhỏ, của xung nhỏ, cái xung thép của trong nó là những cái xung nhỏ này. Đây, 15 giây nó ra phát xung sau hoặc là 10 giây nó ra phát xung sau. Cái này em đề nghị anh chị cứ để 15 giây là được. Và những cái màn hình ở dưới đây, cái đây là cái bóng đèn của nó. Bóng đèn ở trong tay cầm này. Và cái thứ hai đây là nhiệt độ của máy. Và cái thứ ba đây là cái thứ hai đây là nhiệt độ của máy. Cái thứ ba đây là về bên cái bình nước ở bên trong. Một tháng anh chị phải thay một lần nước, bất kể làm hay không làm. Và cái thứ tư đây là lồng tích điện của nó. Đây, khi mà anh chị ấn sẵn sàng xong thì những cái này, cái đây nó sẽ, cái dấu trừ này nó sẽ mất đi và lồng tích điện nó sẽ tích điện cho anh chị. Đây em. Vâng, đây nó đã biến ra làm việc và đây nó lồng tích điện, nó đã tích điện. Khi mà những cái chỗ này nó ra dấu chấm than hoặc là dấu đỏ là lúc đấy là ở trong máy nó sẽ có bị trục trặc những cái vấn đề nhỏ. Thì lúc đấy anh chị sẽ tìm bên em, xong bên em chỉ các anh chị reset lại máy ạ. Và cái nút này nút trở về. Vâng, cái nút này là nút để làm mát. Cái làm mát này thì anh chị phải bật lên. Và cái này là cái bước sóng của nó. Cái bước sóng thứ hai. Cái này là 1 giây, 2 giây, 3 giây. Ý nghĩa của nó là 1 giây sau. Ý nghĩa nó là anh chị cái phát xung của nó cách 1 giây sau nó bắn tiếp một phát xung cho anh chị, hoặc là cách 2 giây sau nó bắn một phát xung cho anh chị. Em đề nghị làm triệt lông anh chị cứ để 1 giây là được. Vâng. Và ấn sẵn sàng làm việc. Vâng, anh chị có xem. Ấn sẵn sàng làm việc xong chỗ này đây. Nó đã sáng, bóng của nó đã sáng lên và bên hai bên đây nó đã làm lạnh rồi. Bây giờ tay em sờ vào nó đã mát dịu. Đây anh chị có thể xem, vừa làm lạnh vừa sờ vào đã có dấu, vâng đã có dấu luôn rồi ạ. Đây anh chị có thể xem được, làm lạnh hệ thống của con máy này rất rất tốt ạ. Vâng, bây giờ em, anh chị đợi em tí, em lấy tờ giấy em bắn thử năng lượng cho anh chị xem ạ. Cao nhất là 50 ạ. Vâng, cao nhất là 50, không điều chỉnh được rồi. Bây giờ em điều chỉnh thấp xuống, em điều chỉnh thấp, năng lượng thấp xuống rồi em lấy một tẩy bao bắn cháy ạ. Em để trung bình 20. Một tờ giấy bình thường. Vâng, đã cháy ạ. Vâng, năng lượng của con máy này thì bên em làm rất cao ạ. Ở trong tinh em làm 2000W và cái bóng tay cầm, hai cái bóng 360 triệt lông đều là triệt lông cả, hai tay đều là triệt lông cả. Con máy này cái điểm tốt của nó là về bên em cái bộ vỏ này thiết kế rất rất đẹp ạ. Đây là một cái. Thứ hai là bên em làm để thoát cái độ thoát gió của nó để làm mát máy, trước sau bốn hướng đều ok hết ạ. Đây, những cái lỗ thoát gió rất mát, làm mát máy. Vâng, gặp đến cái mùa hè của nó, anh chị không sợ làm lâu máy nó nóng máy ạ. Đây, anh tôi cảm thấy bên em sáu anh quạt, sáu anh quạt đều có gió cả hết ạ. Này, là chính vậy. Thình chưa còn đâu. Đây, anh chị có thể nghe tiếng gió của nó. Đều có to hết này. Em bỏ tờ giấy này, bảy bay này, thình này.
đều có gió, đều có gió bay hết, cái cánh quạt đều có gió bay hết. Ok. Con máy này em xin hướng dẫn anh đây ạ. Em cảm ơn anh chị. Đây.